Thì data table nó có hai dạng, một dạng là một biến và hai biến. Một biến là sao? Một biến tức là chúng ta chỉ có một điều kiện, được chưa? Một điều kiện. Còn trường hợp là data table hai biến tức là chúng ta có hai điều kiện. Ở đây ví dụ như chúng ta có một điều kiện là gì? À, là điều kiện theo tên hãng. Còn ví dụ như đời khác thì chúng ta có một điều, có hai điều kiện thì chúng ta vừa điều kiện dòng và vừa điều kiện cột, dạng vậy, được chưa? Vừa điều kiện theo chiều dọc và chiều vừa điều kiện theo chiều ngang, thì chúng ta tính giá trị bên trong, vậy như vậy đó. Thì chúng ta có gọi là hai điều kiện, được chưa? Rồi quay lại chút xíu về gì cái khái niệm ở data table này. Nếu chúng ta một biến, chúng ta bước đầu tiên chúng ta quay zero, bước 1 là gì? Lập công thức mẫu. Công thức mẫu của chúng ta sẽ là gì? Sum mở ngang if, được chưa? Cột giá trị bằng giá trị điều kiện phải cột cái tổng đóng ngặt if, đóng ngặt sum lại, được chưa? Vậy ở đây chúng ta nhớ nè, trong này chúng ta cần gì? Cột giá trị là gì? Là cột chứa cái giá trị điều kiện mà chúng ta đang đi tìm đó nè. Ví dụ đây chúng ta tính đến tổng số lượng của mỗi hãng, đúng không? Thì cái cột điều cột chứa giá trị là gì? Là cột tên tên hãng, được chưa? Hay là chúng ta để ý thấy là gì, cái tên của cái cột và điều kiện nó là gì thì chúng ta chọn cái cột đó tương ứng, thì có thể giống hay là không giống ha. Cho nên là mình nói cách mình ta nhận diện. Bằng giá trị là gì? Tức là gì? Ví dụ chúng ta đang tính tổng số lượng ở đây thì nó bằng gì? Bằng giá trị điều kiện thôi, bằng ở đây. Tính bằng tổng ở đây thì tính ta bằng ở đây. Tính tổng ở đây thì chúng ta bằng giá trị điều kiện ở đây. Bằng ở đây, tính tổng ở đây thì cái cột điều kiện mình nằm ở đây, đúng chưa? Vậy thì đó là gì? Đây là cái giá trị điều kiện mà chúng ta sẽ đưa vào để chúng ta đi tìm. Rồi cột tính tổng là gì? Ở đây nó bảo là gì? Tổng số lượng. Cho nên chúng ta sẽ sum sum của cái gì? Không phải sum thành tiền mà sum số lượng. Cho nên một số bạn dễ bị mắc lừa đối với 7 của cái đề khi là gì? Chúng ta sẽ tập trung vào cái thành tiền là nhiều. Cho nên nhưng mà có một số đề chỉ bảo là gì? Tính tổng số lượng cho tôi. Cho nên dù có làm đúng đi chăng nữa thì đoạn cuối nó vẫn sai. Được chưa? Rồi, quay lại chút xíu ha. Vậy thì ở đây chúng ta thường là chúng ta sẽ nhập cái công thức mẫu ở đâu? Ha. Chúng ta cứ lấy cái dòng đầu tiên đối với dạng bảng này nè. Được chưa? Chúng ta sẽ lấy cái dòng đầu tiên chúng ta viết công thức mẫu. Được chưa? Và chúng ta muốn tính ở đâu, tính tổng số lượng thì chúng ta sẽ viết ở phía dưới cái tiêu đề đó. Là cái giá trị mình còn lấy ra này, được chưa? Còn cái này là cái ô điều kiện, được chưa? Vậy chúng ta bằng sum mở ngoặc if áp dụng lên ha. Cột giá trị là gì? Mình đang tính theo là gì? Mình đang tìm theo tên hãng, cho nên là chúng ta chọn cột tên hãng. Được chưa? Bằng bằng cái gì? À, mình đang tính ở cái ô này, cho nên điều kiện mình truyền vào phải là ô này. Được chưa? Trên cùng một dòng chứ không phải xuống dưới nha, không phải tôi đang tính hào hảo, được chưa? Vậy thì gì? Trong cái data table á, thường sẽ có một cái dòng trống hoặc là một cái cột trống. Còn nếu không có thì chúng ta cứ lấy cái dòng đầu tiên chúng ta tính. Ví dụ trường hợp này không có dòng trống này thì chúng ta lấy cái dòng hào hảo làm công thức mẫu bình thường, không sao hết, được chưa? Rồi điều kiện xong ta bằng phải tiếp chứ, phải cột cần tính tổng và cột số lượng. Hai cột này các bạn để ý nha, nó sẽ là tương đương nhau, nó ngang nhau từ từ 3 dòng thứ 3 đến dòng 12. Được chưa? Đóng ngoặc lại. Đóng ngoặc hàm if, đóng ngoặc hàm sum và kết thúc bằng công thức mãn của shift enter. Chứ không phải là cái nhóm enter nha. Được chưa? Nếu như cái điều kiện chúng ta là ô rỗng thì số lượng chắc chắn luôn bằng 0, được chưa? Thì công thức mình đúng. Rồi, sau đó chúng ta sẽ áp dụng cái biểu thức này bằng cách là gì? À, chúng ta bôi hết. Được chưa? Cái vùng mà điều vùng mà chúng ta cần fill giá trị đó thôi, còn cái trên bỏ đi ha, tiêu đề bỏ đi. Được chưa? Sau đó chúng ta chọn là gì? À, data passive analysis, chúng ta data table. Và ở đây chúng ta sẽ có, tại vì mình một biến đúng không, cho nên chúng ta phải xác định đó là gì, cái điều kiện mà là cột hay là dòng để chúng ta truyền vào là row hay là column. Row là dòng, column là cột, được chưa? Vậy thì chúng ta nhìn thấy cái điều kiện mình đó là gì? À, là cột tên, tên hãng là cái cột, là cái cột điều kiện này, cái cột nha, không nhìn phía trên nha, cái bảng thống kê mình này. À, điều kiện mình đang nằm trên cùng một cột, cho nên mình sẽ đặt ở đâu? À, đặt ở column. Và chúng ta chọn vào cái ô mà chúng ta chiếu để chúng ta làm công thức mẫu á. Để chúng ta viết công thức mẫu ở đây, chúng ta dựa vào cái giá trị điều kiện ở đây đúng không? Thì chúng ta sẽ truyền vào ô này.
chưa? Đó, mình nhấn OK thì nó sẽ tự động tính cho mình cái giá trị. Ví dụ như hào hào, mình xem thử nha. Hào hào ở đây, chúng ta có 6 này. Hào hào ở đây nữa, 7 là 13, đúng chưa? Rồi chúng ta tiến đến Yến Việt đi. Yến Việt đây, chúng ta có này 3, 4, 1, 8 này. Thấy chưa? Xuống dưới 8 này là 16, thấy chưa? Thì xung nó ra 16. Đó là cách làm. Đó, đó là cái cách mà gì à, cột điều kiện đó là nó là điều kiện dạng cột nhá, nhá, điều kiện dạng cột. Và tôi quay lại chút xíu cũng cái bài này nhưng mà mình thay đổi chút xíu, nó là dạng dòng. Cái tên điều kiện nó dạng dòng như thế này, được chưa? Điều kiện nó dạng dòng như thế này thì các bạn vẫn làm tương tự. À, mình đang tính cái tổng số lượng đúng không, thì chúng ta sẽ đặt là gì, cái công thức mẫu ở cái dòng đó. Ở kia là cột thì cột số lượng, yeah. Ở đây là cột số lượng. Số if, if gì? À, if của gì? Của cái cột, cột tên hãng đúng không? Mình vẫn lấy trên này là cột nha, tại vì bản dữ liệu mình là bắt đầu đó là cột, được chưa? Rồi bằng giá trị điều kiện mình là gì? À, là cái tên hãng phía trên này, tại vì giờ mình nói là theo dòng mà, được chưa? Rồi phải cột tính tổng là cột số lượng, đây, được chưa? Đóng ngoặc hàm xương, đóng ngoặc hàm if, được chưa? Và còn được shift enter. Nó vẫn mình không, tại vì sao? Ở đây là giá trị là không, cho nên nó không có tìm cái sản phẩm nào, cái tên, cái hãng nào mà có giá trị là rộng hết, cho nên là nó không đếm được bao nhiêu hết, không có được. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái vùng dữ liệu mà chúng ta cần phi dữ liệu ra này. Chọn có Shift Analysis, chúng ta chọn Data Table. Và bây giờ chúng ta khác so với cái đề trước là gì? Chúng ta coi cái điều kiện đó là gì? Tên hãng, rộng, hào hảo, vi phong, tiếng Việt. Cái này là do mình đặt công thức mẫu cho nên nó là rộng, được chưa? Vậy thì nó sẽ là gì? Là dòng, cho nên là thay được nó khác chút xíu là gì, để mình chọn column. Bây giờ chọn là row và gì, chọn cái giá trị cái ô mà ta đưa vào cái biểu thức mẫu á, chọn vào ta đưa lên. OK, để giá trị trang có 13, 16, được chưa? Thấy chưa? Đó. Rồi nói chút xíu đối với trường hợp là gì, nãy mình có nói đặt cho các bạn một vấn đề đó, đó là gì, nó không có dòng, không có dòng này, nó không có cái dòng rộng, tức là không có dòng để đặt công thức mẫu. Trường hợp có đề này vậy đó, được chưa? Thì mình làm gì, cứ lấy cái dòng đầu tiên làm công thức mẫu, tôi không cần biết nó không có rộng cũng được, được chưa? Đối với data table một biến nha, data table hai biến nó khác, được chưa? Ở một biến thôi. Vậy thì ở đây data table hai biến, một biến nó như thế này, vẫn đặt bình thường, sum if mở ngặt ra, rồi chưa? Cột tên hàng, đúng chưa? Bằng. Bây giờ nó đang nằm ở cái dòng này thì mình, tất nhiên là mình so sánh ở cái giá trị này rồi, tức là tên hãng này rồi đúng không? Đó. Rồi phải cột tính tổng là bình thường. Không quên cột tính tổng là cột số lượng nhầm. Này ha. Rồi đóng ngoặc hàm if lại, đóng ngoặc hàm sum lại, được chưa? Control Shift Enter. Thì dĩ nhiên nó đang có giá trị là hào hảo thì bây giờ công thức mẫu mình nó sẽ tính là theo hàng hào hảo trước, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nhân bản cái công thức này ra bằng cách mình sử dụng công data table này, đó, chọn này, chọn data passive analysis này, chúng ta chọn data table. Và ở đây chúng ta cột điều kiện theo dạng cột, điều kiện theo dạng cột, cho nên là gì? À, chúng ta chọn column, và chúng ta chọn cái ô mà bên cạnh cái công thức mẫu mình á, đấy, thấy chưa? Đấy, rồi, OK. Nó ra vẫn ra giá trị y chang như vậy, thấy chưa? Đây là trường hợp chúng ta có cái dòng rộng, đó là công thức mẫu. Đây là trường hợp chúng ta không có dòng rộng, đó là công thức mẫu. Đây là trường hợp điều kiện theo dạng dòng, được chưa? Đó, chỉ hết tất cả các trường hợp đối với data table một biến cho các bạn để các bạn hình dung mà các bạn có thể gì, à, tùy vào mỗi bài khác nhau mình có thể có cách viết khác nhau, được chưa? Rồi đây nha, nhớ cho mình nha, data table một biến